Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 66 xẹt 2, số 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444100, số thứ hai là 06 con số 8748 nha. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy thì hỗ trợ thêm tai nghe. Bên mình thì bán điện thoại có ship core đi toàn quốc luôn, ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship. Bên mình ship thì cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi hành toán tiền nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video nha mọi người. Anh em chỉ cần click vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua hàng nha. Thì hôm nay thì mình cũng có một số dòng máy mình mới về mình giới thiệu cho tất cả mọi người luôn. Samsung Galaxy Tab S7 FE có bút luôn. Bản này Wi-Fi 4G nha, có 4G. Máy đẹp 98%. Màn hình khá là to nha, màn hình rất là to luôn. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 5,8 triệu nha, 5,8 triệu. iPad Gen 9. Máy đẹp keng luôn. iPad Gen 9 nha. Đẹp keng 99 nha. Wi-Fi 64GB. Hàng chính hãng nha, bản chính hãng nha, Gen 9 chính hãng full box. Giá bán của bên mình là 5,5 triệu nha, iPad Gen 9. Hôm nay chỉ có 5,5 triệu thôi. Full box nha, 64GB. Xiaomi Blackshot 3 nha. Máy rất là đẹp luôn. Mẻ một tí thôi, mẻ một tí thôi anh em. Máy rất là đẹp, màn hình đẹp 99 nha. Blackshot 3. 3,750,000 nha. 3,750. Redmi K30 Pro RAM 8 256GB. Máy thì đẹp không khác gì máy mới nha, K30 Pro. 3,550,000 nha, K30 Pro nha. 3,550,000. S21 Ultra 5G hàng Việt Nam 2 SIM, máy rất đẹp. 8,5 triệu nha. Còn mình có bản Mỹ. Đây, bản Mỹ, máy đẹp keng. Còn khá là keng luôn. 8,150. S21 Ultra 5G nha. iPhone 11 màu trắng, máy rất đẹp nha. Pin còn 96 luôn. Con này bản 2 SIM luôn nha mọi người. Bản 2 SIM 128GB. iPhone 11 nha, 128GB. 6,850,000 nha. Bản 2 SIM nha mọi người. Bản 2 SIM 128GB. Pin cao. Xiaomi 11 Pro nha. Con này bản RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB nha. Giá bán là 5,150. iPhone 11 Pro. Xiaomi 11 Pro nha. 5,150. Oppo Reno 10 Pro 5G, máy đẹp, RAM 12 256, 7,5 triệu nha. S22 Ultra 5G hàng Việt Nam 2 SIM, RAM 8 128, 11,350,000 nha. Samsung Galaxy Note 20 5G nha. Ngoại hình xấu nha, ngoại hình xấu. Khá là xấu luôn nha, Note 20 5G. RAM 8 256GB, chỉ với giá là 3 củ thôi nha mọi người, 3 củ thôi nha. Note 20 5G sử dụng màn hình OLED nha. Xiaomi 13 nha. Cái này là bản quốc tế cho mọi người, Mi 13. RAM là 8, bộ nhớ trong 128GB.
khá đẹp nha, khá đẹp, đầy đủ tiếng Việt rồi, siêu phẩm nha. Camera Leica, máy đẹp keng. Mi 13 này thì giá bán là 8 triệu 7 nha. Mi 13 8 triệu 7 nha mọi người. Xiaomi Redmi 13 Pro. RAM 8GB nha. Như trong là 128 Mi 13 Pro. 4 triệu 9 nha mọi người. Máy rất là đẹp luôn. Camera 200 chấm luôn nha, Mi 13 Pro. Con này là con Redmi Note 13 5G nha. Note 13 5G. RAM là 6GB, một nhớ trong 128 nha. Đây, RAM 8 bộ nhớ 128GB nha. Note 13 5G. Máy màu rất là đẹp, lưng vân gỗ, vân đá nè. Khá đẹp nha mọi người, RAM 8 128, Note 13 5G. Giá bán của bên mình là 3 triệu 9 nha. Note 13 5G nha, 3 triệu 9. Note 13 5G màu đen nữa nha. Những cái này đẹp keng 99 nha mọi người. Còn khá là keng luôn. Note 13 5G nha, 8128. Màu xanh nữa. Toàn là máy đẹp không à. Màu xanh. Note 13 Pro 8128 màu xanh nha. Note 13 Pro 5G nè. Đây màu xanh 4 triệu 9 nha. Redmi Note 13 56128. Note 13 5G nha. RAM 6128 nha. 3 triệu 750 nghìn nha. 6128 là 3750. Note 13 Pro nè, cụm camera. Note 13 5G nha, cụm camera 108 chấm. Này cũng phiên bản 6128 nha. Những cái này màn hình OLED, màn hình cong khá là, màn hình khá là đẹp nha mọi người. Màn hình OLED này, viền màn hình khá là mỏng nha, viền rất là mỏng. Xiaomi Redmi K50. K50 nha. Bản 256GB RAM 12GB nha, RAM 12 256, máy đẹp nha. Máy đẹp. RAM 12GB. 4.950.000 nha. Có hai cây duy nhất thôi. RAM 12 256, K50 nha. K60 Ultra RAM 12 và nhớ 256, máy đẹp nha. 7.250.000 K60 Ultra nha. 7.250.000 thôi. Huawei Mate 20X nha, máy đẹp keng 99 nha mọi người. Đây, Huawei Mate 20X, một con máy màn hình cực kỳ to nha. Con này thì ngoại hình tầm 97 thôi, 97 thôi. Ok, 97, cây 98. Mate 20X. RAM sẽ là 6GB nha, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình này là màn hình OLED, hình như là 7.9 inch lận, màn hình khá là to luôn nha. Chip Kirin 980. Đây, cầm camera chụp hình siêu đẹp luôn. Anh em kiếm một con máy màn hình to, pin trâu thì mua con này nha, pin cực kỳ trâu bò luôn, Mate 20X. Mình được 2 cây nha, chỉ có 2 cây, 3 cây thôi. Nói chung màu xanh thì nó có hơi trầy, màu tím thì khá đẹp nha. Giá bán của bên mình sẽ là 4.850.000 nha, Mate 20X, 4850 nha mọi người. RAM 6128, một cây máy to như máy tính bảng nha. Màn hình lên đến là 7.9 hay sao á, màn hình OLED luôn, rất là đẹp. Xiaomi Mi 11 Ultra.
Mi 11 Ultra nha. Hôm nay mình có hai bản cho mọi người lựa chọn này. Bản RAM 12 bộ nhớ 512 và bản RAM 12 bộ nhớ 256GB nha. Mi 11 Ultra, máy rất là đẹp luôn. Hôm nay có hai cây khá là đẹp nha. Bản 512GB này thì bên mình bán cho mọi người với giá là 8,2 triệu nha, 8,2 triệu Mi 11 Ultra. Và bản 256GB thì bên mình bán cho mọi người với giá là 7,6 triệu nha, 7,6 triệu Mi 11 Ultra nha mọi người. Hôm nay về được hai cây, hai bản rất là đẹp luôn. Loa 2 Macaden nè, camera zoom lên đến 120x nha. Huawei Mate 30 Pro, một con máy màn hình siêu mỏng luôn. Đây, viền màn hình này, mọi người không thấy viền luôn nha. Nó bo cực kỳ bo luôn nha, khá là đẹp nha mọi người. RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Mate 30 Pro, RAM 8/128 nha. Khá là đẹp. Đây. Camera của những dòng này chụp hình khỏi phải nói luôn nha mọi người, đẹp lắm luôn nha. Cực kỳ đẹp, camera đến từ Leica. Mate 30 Pro nha. Ngoài hình tổng thể thì đẹp tầm 98-99% nha, 98-99 Mate 30 Pro. Giá bán của bên mình sẽ là 5,9 triệu nha, Mate 30 Pro nha mọi người, 5,9 triệu. RAM là 8 bộ nhớ trong 128GB, Mate 30 Pro nha. Xiaomi CV2 RAM 8/256 nha, CV2. 8/256 ngoại hình đẹp keng 99 nha. Hôm nay giá bán của bên mình sẽ là 4,7 triệu nha, 8/256 4,7 triệu CV2. Xiaomi Redmi Note 9 Pro RAM 8/256 máy đẹp nha, 3 triệu. Note 9 Pro 5G. RAM 8/256 nha, 3 triệu. Máy đẹp 99. Note 9 Pro 5G nữa, có thêm màu xanh nữa nha. Mi 11 Pro RAM 12/256 lại về hàng nè, Mi 11 Pro. Đẹp nha mọi người, Mi 11 Pro rất là đẹp nha. Mi 11 Pro nha. Khá là keng luôn. Samsung Galaxy Note 20 Ultra. RAM là 12/256 phiên bản hàng nha. Phiên bản hàng Note 20 Ultra màu trắng, máy đẹp nha. Máy còn tương đối đẹp. 7,8 triệu nha, 7,8 triệu Note 20 Ultra. Samsung Galaxy S20 Plus. S20 Plus nha, RAM 12/128, con này mã Mỹ nha. Mã Mỹ. Ngoại hình thì đẹp 98 nha mọi người, có hơi chạy, ngoại hình đẹp 98. 4,6 triệu nha, 4,6 triệu thôi. Samsung Galaxy S20 5G nha, S20 5G, con này mã hàng, RAM cũng 12/128 luôn, mã hàng. Ngoại hình thì đẹp 98 nha, ngoại hình đẹp 98, 4 triệu nha, 4 triệu, S20 5G. Samsung Galaxy Note 10, hàng Việt Nam nha, ngoại hình nó hơi trầy rồi. Note 10 hàng Việt Nam, RAM 8/256GB, 4,6 triệu nha. Galaxy Note 10 hàng Việt Nam 4,6 triệu. S20 Plus tiếp, con này là mã hàng nha, mã hàng. Con này ngoại hình còn đẹp nha, còn đẹp. 4,7 triệu nha, S20 Plus mã hàng 4,7 triệu. Xiaomi 11 Pro nha, hôm nay mình về được mấy cây rất là đẹp. Đây, Mi 11 Pro RAM là 8 bộ nhớ 256GB nha. Camera 50 chấm nè, Mi 11 Pro nha. Máy thì ngoại hình còn rất là đẹp nha. Loa 2 Macaden. Màn cực kỳ đẹp luôn. Mi 11 Pro nha mọi người. Đây, máy long lanh luôn nha. Giá bán là 5,150,000 nha, Mi 11 Pro. 5,150. Máy keng 99 nha. 8,99%. Xiaomi 11 nha, con này thì bản RAM tới 12, bộ nhớ trong là 256GB, ngoại hình đẹp 98 nha, RAM 12GB, 4,950,000 cho bản RAM 12GB nha mọi người. Mi 11, Mi 11 RAM 12GB thì mình có được lưng da nè,
RAM 12GB, màu bạc khá là đẹp luôn nha. Xiaomi 12S nha mọi người, một con máy nhỏ gọn này, chip cực kỳ mạnh luôn, camera Leica nha. Mi 12S, con này chip 8 cộng Gen 1 nha. Giá bán của bên mình là bản RAM 8 128 này là 6.150.000 nha. 6150 Mi 12S nha. 6.150.000. Redmi K40, hôm nay mình về được mấy cây bản RAM 12GB nha. Đây, K40 bản RAM 12GB nha mọi người. Bản RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, màn hình OLED chip 870 nha, tha hồ lưu trữ nha mọi người. RAM 12GB. Cây này thì giá bán là 4.150.000 nha. K40, máy đẹp keng, 4150 nha. Có 3 màu luôn, có 3 màu trắng, đen và màu bạc bạc nha. K40, máy khá là đẹp luôn, chip 870, màn hình OLED nha. Xiaomi CV3, CV3 RAM 12GB, một con máy màn hình cong rất là đẹp luôn. CV3 nha. Đây, có hai màu rất là đẹp nha mọi người, CV3 nha. Mình có bản 512 và bản 256 đều RAM 12GB hết nha. RAM 12GB, camera 50 chấm. CV3 chip chạy hệ điều hành HyperOS rồi nha. Máy rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha. Giá bán của bên mình là bản RAM 12 256 là 256 thì mình bán là 6.350.000, còn bản 512GB 4 lưu trữ cao, bộ nhớ cao thì mọi người mua con này giá 6.600.000 nha. CV3. Xiaomi Redmi K50, RAM là 8, bộ nhớ 256GB, K50 nha, có một cây duy nhất thôi. Máy còn rất là đẹp nha, K50. K50 này thì giá bán là 4.900.000 nha. Máy rất là đẹp, 4.900.000 nha mọi người. Kèo thơm chữa cháy nha. Cái này là cái LG V50 nha mọi người. Màn hình thì con này nó có lưu ảnh nha, lưu ảnh nhẹ thôi. Đây, có lưu ảnh nhẹ TikTok nha. Nứt kính nhẹ một xíu nữa. Đây, nứt một xíu thôi, chữa cháy tốt luôn. LG V50 Thiên Quy nha. 1.200.000 nha mọi người, 1.200.000 nha. V50 Thiên Quy 1.200.000. Nứt kính nhẹ, xài chữa cháy tốt nha. Realme 10 Pro LED nha. Đây, Realme 10 Pro cộng. Con này RAM 8, bộ nhớ 128 nha. Chip Dimensity là 1080. Con này thì nó có cắn nhẹ xíu thôi nha, cắn nhẹ, tầm máy thì tầm 98 nha mọi người. Máy tầm 98. Giá bán của bên mình cây này thì chỉ với giá là 3.850.000 thôi, 3850 nha. Realme 10 Pro cộng 3850. Samsung Galaxy A34 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. Máy keng 99 như mới luôn, không một vết chạy. 4.600.000 nha, 4.600.000. Xiaomi Redmi Note 13, RAM 8, bộ nhớ trong là 128 nha. Con này thì máy rất là đẹp, thiết kế vuông vức rất là đẹp nha. RAM 8 128, camera 108 chấm luôn, máy đẹp kê. 3.800.000 nha, 3.800.000. Con này là con Oppo Reno 10 5G nha. RAM là 8, bộ nhớ trong là 120, bộ nhớ trong 256GB, máy đẹp keng 99 nha, bản 256GB. 6.500.000 nha mọi người. Còn bản 128 thì bên mình bán chỉ có 6.300.000 thôi. Reno 10 5G nha, máy đẹp keng 99. Xiaomi 11 Pro nha, Mi 11 Pro, máy rất là đẹp luôn. Con này thì bản RAM 8, bộ nhớ 256 nha, Mi 11 Pro. Camera 50 chấm, máy đẹp keng 99, loa con này Hemikarden nha. Máy còn rất là đẹp. Cây này thì bên mình bán cho mọi người với giá là 5.100.000 nha. Mi 11 Pro, RAM 8, 256GB. 5.100.000 nha mọi người. Google Pixel 6 Pro nha. Hôm nay mình về được mấy cây, ngoại hình rất là đẹp luôn nha mọi người.
tầm 98% nha. Pixel 6 Pro phiên bản quốc tế. Con này thì RAM là 12GB. Màn rất là đẹp nha. Đây. Camera của Pixel thì khỏi phải bàn cãi luôn, chất lượng cực kỳ tốt luôn nha mọi người. Chụp hình rất là đẹp. Pixel 6 Pro giá chỉ có 6.950.000 nha, bằng 7 Pro luôn. Nhưng mà máy này là màn đẹp không ám ảnh nha, Pixel 6 Pro. Hôm nay có một cây máy rất là ngon luôn. Cây này là cây Samsung Galaxy Z Fold 4 nha. Z Fold 4 máy đẹp. Đây. Còn bảo hành chính hãng luôn. Tới thời điểm này mà kiếm một cây còn bảo hành cực kỳ hiếm, bảo hành từ tháng 7 2024 nha. Đây, Z Fold 4. Hàng chính hãng, bảo hành dài. Cực kỳ hiếm nha. Ngoại hình còn khá đẹp luôn. RAM sẽ là 12, còn nhớ trong là 256GB. Z Fold 4. Còn cả siêu viền luôn nè. Máy rất là đẹp nha mọi người. Còn bảo hành như thế này, hàng chính hãng thì giá bán của bên mình sẽ là 15 triệu 9 nha. Z Fold 4 bảo hành tới tháng 7 2024. 15 triệu 9 nha mọi người. Oppo Reno 8T 4G nha mọi người. Giá bán của bên mình là 4 triệu. Máy còn rất là đẹp nha. 8T 4G. Reno 8T 5G nha, 8T 5G, 4.850.000, máy khá đẹp nha. Samsung Galaxy S21 Ultra, hàng Việt Nam 2 SIM, RAM 12/128 nha. Đây, máy còn đẹp nha, máy còn đẹp, 8.500.000. Máy chạy chạy thì mình bán tầm cỡ 7.500.000 trở lên nha mọi người, S21 Ultra hàng Việt Nam nha. Bản Mỹ thì giá bán của bên mình chỉ có đâu đó có tầm 8 củ thôi nha, bản Mỹ. Xiaomi Redmi Note 11 Pro LED 5G, RAM 8/128 nha. 3.450.000 Note 11 Pro LED. Xiaomi Redmi K40 chip 870, màn hình OLED, cây này thì RAM 6/128, 3.500.000, RAM 8/128 thì 3.750.000 nha. Có hai bản. Sony Xperia 5 Mark 2 nha, mình có 3 màu. Giá bán là 3.700.000 thôi, con này chạy chip 865 nha mọi người. Con này hình như là chạy chip 888 nha mọi người. Sony Xperia 5 Mark 2 giá bán là 3.700.000 nha. Samsung Galaxy S10e phiên bản Mỹ 2.800.000 nha, máy đẹp S10e. Oppo K10 5G nha, con này chạy chip Dimensity khá là mạnh luôn. Giá bán của hôm nay mình thanh lý cho mọi người nha, 3.600.000 thôi. K10 5G 3.600.000 nha. Vivo X70 Pro, một con máy camera chụp hình rất là đẹp, RAM 12, bộ nhớ 256 nha, 6.500.000. X70 Pro hàng chính hãng nha. Anh em nào muốn chụp hình đẹp thì mua con này thôi. Con này ống kính của Zai nè. Xiaomi Redmi Note 12 Pro, RAM 8/128 là 3.900.000 và RAM 8/256 là 4.200.000 nha, Note 12 Pro. Xiaomi Redmi K50 Gaming 5.550.000 nha, RAM 12/128, K50 Gaming. Xiaomi Redmi 12 RAM 4/128 máy đẹp nha, 2.600.000 Redmi 12. Google Pixel 3a XL nha, RAM 4/64, 2.100.000 thôi. 3a XL. Realme GT Neo 5 nha mọi người, RAM là 12, bộ nhớ 256, máy đẹp keng 99 nha. Giá bán của bên mình con này thì 6.500.000 nha, 6.500.000 thôi. Realme 12 Pro LED nha, mới vừa về luôn. Máy này là máy mới nha mọi người, máy mới. Con này cụm camera 120x siêu khủng bố luôn nha. Máy này là máy mới nha, đầy đủ phụ kiện zin. Sạc con này là 67W nha, máy mới. Màn hình công nè. Con này là RAM sẽ là 12GB. Màn hình 120Hz, màn hình OLED nha. Chạy chip 7S Gen 2. RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB. Đây là phiên bản quốc tế nha mọi người. Phiên bản quốc tế,
Realme 12 Pro cộng. Mình đang có hai màu nha. Màu này là màu xanh đen nè và màu vàng. Cái mặt lưng giả da của con này khá là đẹp luôn nha mọi người. Chỉ hơn con này bên mình đang bán chỉ có 7 củ rưỡi nha. 7 củ rưỡi thôi. Realme 12 Pro cộng nha. Chỉ có 7 củ rưỡi thôi nha mọi người. Về được có hai cây thôi. Máy rất là đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu trải nghiệm dòng này thì nhanh tay nha, không có hàng nhiều nha. Samsung Galaxy S21 Ultra, hôm nay mình lại về nha. Máy khá là đẹp luôn, RAM 12GB, bộ nhớ trong là con này là 128GB phiên bản Mỹ nha. Hôm nay mình về được hai màu, màu bạc và màu đen, máy khá là đẹp luôn. Đây, màu đen. Khá là đẹp nha mọi người. Khá là đẹp nha. Con này thì bên mình bán chỉ với giá là 7.950.000 thôi. S21 Ultra nha. S21 Ultra bản phiên bản Mỹ, máy đẹp nha. Xiaomi Redmi K30 Pro nha, một cây máy đẹp lay new luôn nha mọi người, lay new. RAM con này thì như là 8GB nha. Chạy chip 865, K30 Pro hôm nay mình về được hai cây nha. Máy không khác gì máy mới nha mọi người, không khác gì máy mới. Camera chính là 64 chấm, màn hình OLED nha. Con này bên mình đang bán chỉ với giá là 3.400.000 nha. 3.400.000, K30 Pro nha mọi người, 3.400.000. iPhone 14 nha. Màu xanh, máy đẹp, con này phiên bản Mỹ nha, ngoại hình đẹp 98. Bản 128GB. Đây, pin 98 nè. Phiên bản Mỹ nha, iPhone 14 128GB. Máy đẹp 98 nha mọi người. Giá bán của bên mình chỉ có 12.900.000 thôi nha. iPhone 14 12.900.000. Tiếp theo có một cây Vivo, cây này thì máy mới khá là cao, 13 cũ nha. Vivo V29 5G nha, cắn nhẹ xíu chỗ này thôi. Máy thì màn hình rất là mỏng luôn, màn đẹp nha, hàng chính hãng. V29 5G, RAM 12, bộ nhớ trong là 256, chip 778G nha. Camera của Vivo thì khá đẹp nè. Đây, khá đẹp nha mọi người. V29 5G. Cây này giá bán của bên mình chỉ có 7.500.000 thôi nha. V29 5G 7.500.000. Có cắn nhẹ nha. Xiaomi Mi 11 T Pro, RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB nha. Mi 11 T Pro. Chip Snapdragon là 888 nha. 8256, chip 888. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ có 4.500.000 nha mọi người, 4.500.000. Mi 11 T Pro nha, 4.500.000 thôi. Chip 888, RAM 8, 256GB. Về được 2-3 cây gì đó. Tiếp theo là Mi 12T nha, Mi 12T. Con này thì bản RAM là 8, bộ nhớ 256GB nha. 256GB, RAM 8GB. Máy đẹp nha, máy còn khá đẹp. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 5.600.000 nha. Mi 12T bản 256GB nha. Giá bán của bên mình là 5.600.000. Máy đẹp nha, máy đẹp. Oppo Reno 10 Pro nha, 7.500.000. Máy đẹp keng 99 nha. Máy mới khá là cao, con này còn rất là keng luôn. Máy mới con này như tầm 13 cũ nha mọi người. Giá bán chỉ có hơn máy, hơn nửa giá xíu thôi. Reno 10 Pro LED nha, Pro LED chip 8 cộng Gen 1 nha. Con này bảo hành tới tháng 10/2024, hàng chính hãng luôn, 9.200.000, máy mới đang 19.000.000 nha. Samsung Galaxy Z Fold 3 thì bên mình đang bán chỉ có được 10.800.000 thôi nha. Z Fold 3 10.800.000, Z Fold 4 là 15.200.000 nha. Samsung Galaxy Z Fold 4 15.200.000. Pixel 7 Pro nha, máy đẹp là 6950 nha mọi người. Pixel 7 Pro, máy đẹp nha, 6950. Một con máy cấu hình mạnh nè, Redmi Note 11 T Pro, RAM 6 128 nha, 3.750.000. Vivo Y22, RAM 8 128, 2.900.000 nha. Y22, 2.900.000. Samsung A53 5G, máy đẹp 98 nha, 4.750.000. A53 5G nha.
Galaxy Note 20 Ultra. Con này thì nó có lưu ảnh nhẹ nha, lưu ảnh nhẹ. Giá bán là 6 triệu 9 thôi. Còn máy đẹp là 7 triệu 8 nha, Note 20 Ultra. Hàng Việt Nam nha, những cái này là hàng Việt Nam. Note 20 Ultra hàng Việt Nam. Còn bản hàng thì giá bán là 7 triệu 8 nha, bản hàng máy đẹp 7 triệu 8. S23 Ultra hàng Việt Nam nè, ngoại hình 97, 15 triệu 2 nha. S23 Ultra hàng Việt Nam, 15 triệu 2. Và mình có một cây này hơi trầy, S23 Ultra hơi trầy xíu, giá chỉ có 14 triệu 8 thôi nha. S23 Ultra nói chung là máy cũng còn tương đối đẹp nha mọi người, S23 Ultra nha. Samsung S20 FE màn hình lưu rất là nhẹ luôn. Con này thì hàng Việt Nam, RAM 8 256 nha, giá bán chỉ có 3850 thôi. 3850. Samsung Galaxy Z42 hàng Việt Nam nha, RAM 12, bộ nhớ trong 256 GB. Con này thì ngoài nó hơi trầy nha, giá cho anh em trải nghiệm 7 triệu 9 nha, Z42. Hơi trầy xíu. Galaxy S23 Ultra bản RAM 8 256 nha, máy chạy cả nóc và chạy full luôn. Con này thì chả ai biết là chạy cả nóc luôn nha, 14 triệu rưỡi nha mọi người. Máy đẹp 99, S23 Ultra 5G nha. Bên mình thì mình bán, mình sẽ báo rõ cho mọi người chứ không người dễ mua nha. Trong tầm giá tiền thì mọi người trải nghiệm vô tối, tại vì nó quá rẻ. S20 FE nha, bản Canada 3 triệu 7 nha. Con này thì RAM 6 128, còn được một cây thanh lý luôn. S22 bản hàng một sim nha, RAM là 8, bộ nhớ 256 GB. Con này ngoại hình nó trầy nhẹ tầm 97 nha, 7 triệu nha mọi người. S22 phiên bản hàng. Con này Samsung A34 5G bảo hành khá là dài, tháng 11 2024 luôn. Máy thì RAM 8 128, hai sim đẹp 99, 4 triệu 6 nha. Note 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ, RAM 12 128, hai sim, một vật lý và một eSIM, máy đẹp 7 triệu 8 nha. Giá này là rẻ nhất thị trường rồi. Samsung A14 nha, RAM 4 128, 2 triệu 750 nghìn nha. Samsung Galaxy S22 nha. Con này thì ngoài là đẹp 97 nha. Bản hàng S22 RAM 8 128. Con này hàng Việt Nam nha mọi người, không phải bản hàng, hàng Việt Nam. Máy thì hơi trầy nhẹ, 7 triệu 2 nha. S22 hàng Việt Nam tiếp, 8128 nha. Những cái này thì nói chung là qua sử dụng có trầy nhẹ, màu xanh. Phiên bản hàng màu trắng máy đẹp nha. Phiên bản hàng màu trắng máy đẹp, 7 triệu 2 nha. Galaxy S23 Ultra hàng Việt Nam 2 sim. Con này sườn nó có cắn nhẹ nha, cắn nhẹ, 14 triệu rưỡi thôi nha mọi người. Bản RAM 8 256, S23 Ultra hàng Việt Nam nha. Samsung Galaxy Note 20 màn hình con này thì nó lưu ảnh nhẹ nha, nó có lưu ảnh nó hơi ám nha. Hàng Việt Nam 2 sim 3 triệu 9 thôi nha, Note 20. Thanh lý đồng hồ nha mọi người, đồng hồ Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 nha. Size 44 bản nhôm, máy đẹp nha. Galaxy Watch 5 nè, size 44 bản nhôm nha, máy đẹp. Đồng hồ này thì giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu 2 nha, Galaxy Watch 5. Watch 5 thì mình còn được vài cái nha, anh em lựa chọn nha. Size 40 nữa nè, 2 triệu 2. Galaxy Watch 5. Khá đẹp luôn nha mọi người, khá đẹp nha. Có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn luôn. Đồng hồ Galaxy Watch 5 nha, chính hãng nha. Có size to nữa nha, có size to nữa. Nói chung thì trầy trầy thì giá bán của bên mình tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu 2 nha mọi người, Galaxy Watch 5 nha. Samsung đây, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 nha. Watch 4, Watch 4 thì đẹp, đẹp thì giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu, Galaxy Watch 4 nha. Mình có size nhỏ, size lớn luôn, size 45 nè, size 46 nè, size 40 nha. Giá cũng từ 1 triệu rưỡi cho tới 2 triệu thôi, Galaxy Watch 4 nha.
và mình có thêm phiên bản LTE nữa nha mọi người. Anh em có nhu cầu mua đồng hồ thì cứ liên hệ bên mình nha, rất là nhiều luôn. Còn Galaxy Watch 3 thì cực kỳ rẻ thôi. Galaxy Watch 3 hiện tại bên mình đang bán chỉ với giá là 1,3 triệu nha. Còn Galaxy Watch 2 thì 850.000 nha. Mình còn vài cái mình thanh lý luôn Galaxy Watch 2 và Watch 3 nha. Khá là đẹp luôn. Anh em là cần đeo đồng hồ thì qua bên mình nha. Nó có bảng này, bảng này có thể nghe gọi luôn. Pin rất là trâu, ngoại hình khá là đẹp nha. Những cái này là còn khá là mới. Những cái đồng hồ Galaxy này thì mọi người xài pin đâu đó khoảng tầm hơn 1 ngày nha. Và nó được hỗ trợ đo nhịp tim nè. Pin thì khá là ổn nha, pin nó xài rất là ổn. À, đo nhịp tim hay là nó xài rất là tiện luôn. Rồi, mọi người có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha mọi người. Bên mình thì nhận giao lưu trao đổi máy nha, thâu mua máy giá cao nha. Mọi người có nhu cầu gì thì cứ liên hệ bên mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.